26. Kia đòi mới cá về à? Vâng. Hả? Mai ngày, ngày kia. Chặt cháu chết lâu rồi. Đấy. Thank you.
Đúng là cá này cứ đúng không rửa đâu. Nhiều lúc không rửa thì nó bẩn bẩn, thì nó nhiều người nó không thích. Không rửa là ăn luôn là ngon nhất. Thế á? Không phải về không rửa về là nấu luôn đấy. À về thấm khô nước thì thôi. Vâng, đúng rồi đấy, là xong. Đây cái này là hay nhất này, về làm về cho vào nồi luôn này, ngon nhất này. Vì sao về nó vì nó không rửa nó bẩn thì nó ghê nó máu. Nhiều người thì nó bắt rửa, nhiều người thì bảo không rửa. Không. Rửa đi nó bớt được cũng không ngon mấy. Nó ở làm ở quán khách sạn là còn bẩn hơn đâu. Ai nhìn thấy rồi. Anh không? Em hôm em ra em giao cá ra cái quán đấy cũng rổ ôi nó bẩn thế chứ. Tâm nhà hàng. Nó ở quán đấy là bộ bàn ghế sạch thôi. Này mình nhìn mắt thấy là tay mà rồi. Rồi làm nào vậy? Đấy thôi, cái phần này ok rồi đấy. Phần này gì về anh cho tất cả vào rán đấy, có cái những gì không ăn được thì em bỏ thôi. Đừng cho nó tẻ gan nhé. Anh muốn để cả cái đầu mình cho đây. Để nguyên nó để cho người ta xịt vào cái chỗ trước à. Lấy nguyên túi bác. Rồi. Chuyện bé là túi như thế nào nói? Nó không rời. À nó rời cảm biến ra nhưng là vì thôi. Người ta dán người ta xếp vào là. Con thì các con thể chấu ngon rồi. Đừng là nó tươi thì mình lấy cho trẻ con nó dán lên. Mai cái đấy mà. Rồi hôm trước nó ngất đầy. Mình cái hồi tươi. Chưa, tuần này thế nào em lâu để nhớ. Bổ chim. Đừng rửa đất cháu. Thank you.
thường. Thank you.